Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây trực tiếp với Tổng thống Nga đã phải làm việc liên tục trong những ngày qua. Đã có hơn 2 triệu câu hỏi được người dân gửi đến nhà lãnh đạo Nga trước thềm cuộc đối thoại ngày 14 tháng 12. Cuộc đối thoại lần thứ 20 của ông Putin với người dân Nga trên cả cương vị Tổng thống và Thủ tướng. Chương trình đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin cho phép người dân trao đổi với nhà lãnh đạo Nga về những vấn đề hàng ngày họ phải đối mặt. Trong khi cuộc họp báo thường niên là dịp để các nhà báo có cơ hội đặt câu hỏi với Tổng thống về một loạt vấn đề nóng cả ở trong và ngoài nước. Hình thức kết hợp này từng được sử dụng vào năm 2020 vào thời điểm đại dịch COVID-19. Cuộc đối thoại trực tiếp gần nhất của Tổng thống Nga với người dân diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2021 với chủ đề chính là cuộc chiến chống COVID-19 và giá cả tăng cao. Và năm nay, chủ đề được nhiều người Nga quan tâm là việc đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, chính sách đối ngoại, nhà ở và dịch vụ xã hội, giao thông, giá lương thực và khoản trợ cấp cho những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Điện Kremlin không dự báo cuộc đối thoại của Tổng thống Nga sẽ diễn ra trong bao lâu. Nhưng theo thống kê từ các cuộc đối thoại trực tiếp và họp báo từ những năm trước thì thường không dưới 4 tiếng đồng hồ. Và các kênh truyền hình Nga cũng dự kiến khoảng từng ấy thời lượng cho lần này.